Cô đến từ đâu? Từ Đồng Xoài đấy. Đồng Xoài, Bình Phước. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Nhà mình ở trên đó hả? Nhà bên đó. Tình trạng hôn nhân của cô thế nào? Chồng mất rồi. Mất bao nhiêu năm rồi cô? Ốm thì ốm lâu nhưng mất thì mới. Mấy năm? 3 năm, 4 năm. Vậy là cô đi từ trên Bình Phước xuống đây, cô đi bằng phương tiện gì? Đi xe ngoài kia rồi mình quên. Đi vào đi taxi. Cô mấy người con? Cô ba. Vâng à, lớn hết rồi, lập gia đình hết rồi hả cô? Lập hai còn một nó không lấy. Rồi hiện tại bây giờ cô ở một mình hay ở chung với con? Ở với con á. Ở một cái nhà bự kia luôn hả? Nhà bình thường. Trời quá đã. Ở trên đó đẩy vườn cây trái nhiều không cô? Không, mình thì không có. Bán trên Đắk Nông về ở dưới đây. Trời ơi, bán nó nhiều tiền hả cô? Rẻ lắm. Trên bây giờ hiện tại cô bao nhiêu hết? Chẳng có hết nào ấy. Cô nói chuyện không thật đấy chứ. Trên Đắk Nông hả? Bán nhiều mới. Bán về. Bán hết rồi, bán trên Đắk Nông rồi. Bán bao nhiêu hết? Hết thì nhiều nhưng bán chẳng ăn thua. Về đây, về Bình Phước rồi. À, cô mới bán trên đó hả? Bán lâu rồi, 2015. Đã ha. Lâu. Về Bình Phước mua được ít lắm. Mắc. Rồi, hiện tại thì cô làm công việc gì? Cô làm tự do đó. Cô làm tự do ha. Rồi, từ lúc giờ mình có tìm hiểu thêm chú nào nữa không? Có tìm hiểu nữa. Có tìm hiểu quen biết với chú nào nữa không? Thì kêu có người nào ở Bình Phước, Bình Dương đến gần đó ạ. Người ta quen mình, thương mình thì mình chấp nhận thôi. Bây giờ chứ cô tìm một nửa thương thì cô muốn độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu? Thì 65 đổi lại. 65 đổi lại ha. Cô chia sẻ chút xíu về bản thân cô, cô lên đây cô vui cười lên, cũng căng như thế. Bình thường vậy đấy. Rồi bản thân mình thế nào, cô chia sẻ cho anh em với lại các chú biết nào. Thì nói rồi thôi. Tính tình cô làm sao? Cô có nóng tính cộng tính không? Cô bình thường. Có giận hờn, giận dạ, hả, bú ơ gì không? Không. Cô cũng vui vẻ ha. Thế bây giờ cô ở nhà cô đang làm việc gì nè? Cô làm tự do là... Tự do là làm công việc gì? Lúc đi làm cho người ta, lúc đi là vào bếp cơm từ thiện có tính nhá. Ăn đi từ thiện. Đấy, ngày xưa là cô cũng vất vả khó khăn. Nên bây giờ mình cũng khá giả rồi, mình có điều kiện. Cũng không khá nhưng mà mình đi. Thì mình đi từ thiện giúp người đời. Nấu cơm trong bệnh viện đi. Huy Hùng mới lập một cái trang Facebook có tên là Huy Hùng Kết Nối. Mọi người vào Facebook sau đó gõ Huy Hùng Kết Nối tìm kiếm sẽ ra cái hình mà Huy Hùng đang đội cái nón và cầm cái máy chụp hình. Mọi người vào đây bấm thích, bấm theo dõi cái trang này để được đón xem những video mới nhất và nhanh nhất của mọi người ở đây. Mọi người nhớ vào tìm Huy Hùng Kết Nối. Xin cảm ơn mọi người. Vậy là cô cũng giỏi á. Cô giỏi. Giỏi. Cô mất ở chú bệnh 3 năm, 4 năm hết luôn tài sản luôn đấy chứ. Cô quê gốc ở đâu? Thanh Hóa đấy. Thanh Hóa. Cô lên đây như cô còn đang hồi hộp hả? Thoải mái đi cô. Bình thường. Thoải mái đi. Thế bây giờ cô tìm một nửa thương là cô muốn người đó phong độ sao, dáng dốc sao? Thì ý là có người nào mà quý mình, thương mình thì mình chấp. Thế có cần ngoại hình không? Cao to gì không? Bình thường giống cô thôi. Bình thường giống cô ha. Bây giờ cô có nhà sẵn rồi, thì bây giờ ví dụ nhưng mà cô lên chương trình này cô cần phải một người giàu có, tài giỏi không hay là người bình thường thôi? Thì đang nói là có sao thì mình, ví dụ người ta giàu thì có người ta mình giúp người ta chăm sóc thôi, mình vậy đó. Còn nếu không giàu thì thôi. Còn không thì mình ai thương mình thì mình chấp nhận đấy. Nếu bây giờ ai mà phụ hồ xe ôm bảo vệ mà thương cô thì cô đồng ý không? Được luôn. Thì có ai, nhưng mà gần ở Bình Dương, Bình Phước gần xa đâu, người ta về nhà mình người ta ở mà đâu có quan trọng xa đâu, cũng được hết cô ơi. Nhưng mà còn con nhưng mình cũng ngại đó. Cô có phòng riêng mà. Không, phòng riêng thì cũng ở đi qua đi về cũng gần đây này, đây với sang bên kia kìa, thế đây với sang bên đó nè. Vậy là mỗi người một nhà hay gì đó? Không, nấu ăn chung, nó nấu cho mình ăn đó. Làm sao mà cái phòng riêng mà từ đây qua tới bên kia? Không, nhà con với nhà mẹ rồi. Thế? Thì bây giờ nhà mình ở riêng rồi, mình lấy chồng thì về nhà mình ở? Thì cũng cứ mắc. Mình cũng cứ bận.
Có khi mình lại về nhà người ta không, mình chăm sóc sao? À, sao cũng được hết. Ừ. Mình giúp đỡ người ta đấy. Cũng như mình đang đi từ thiện nè, mình giúp đỡ người ta thôi. Nói chung là ở đâu cũng được cô ha. Đó, nếu hợp nhau thì lúc đó tùy tính ha. Ở bên cô cũng được, ở bên chồng cũng được. Quá, quá khỏe. Đi qua đi về. Đúng rồi. Ừ, mình giúp đỡ người ta, mình đang đi từ thiện mà. Mấy năm nay cô đi từ thiện, làm từ thiện đấy. Rồi mình giúp người ta. Vui vẻ là mới làm từ thiện đấy. Có điều kiện kinh tế lắm mới làm từ thiện được. Thì mình đi nấu đi. Bán trên bán đất trên đất lắm, về đây mà. Nấu chia, nấu đất nông. Đất nông. Trong làm ở trong đất bờ lao, trong đó, vùng sâu vùng xa đấy. Cho nó bán được mấy tỷ cô? Có đâu, ngày đó bán rẻ lắm. Mấy tỷ hả? Có đâu mà mấy tỷ. Cô đi xe hơi xuống đây. Không, từ lúc mấy giờ? Cô đi đi hai ba người, cả người ngoài kia nữa là đi chung. Đi chung với mấy người, người ta chung tiền. Rồi mấy người kia đâu rồi? Mình đang ngồi ngoài, đang ngoài đang dục ngoài kia đi đi công chuyện đó. Người ta đi công chuyện đang dục ấy. Ra nhanh rồi ra. Thế cô xem chương trình của anh em tụi con lâu chưa? Cô cũng mới xem mà, mới xem có tháng đấy. Mới xem một tháng mà cô quyết định lên đây luôn. Được. Cô rồi có đau nhức xương khớp gì chưa? Không, bà già. Cô về cô mua ba chai kia về cho ai? Cho bà mẹ ruột. Mẹ ruột ấy. À, mẹ cô bao nhiêu tuổi rồi? 85 tuổi rồi. Mẹ cô bị thế nào? Đau nhức ấy. Đau nhức hả? Hôm nay cô mua ba chai về cho mẹ uống hả? Ừ, em ra Bắc, gửi ra Bắc. À, gửi về Bắc hả? Đau nhức xương khớp, tê nhức chân tay, mất bà ngủ. Bà ngoài Bắc á, bà đi bà thì chống gậy nên là mua muối này. Dạ, cô để ra tí rồi sách về ha. Rồi, cô để đây. Thì đấy, cô nói là có ai mà quen mình thì thương mình thì mình ở Bình Dương. Bây giờ hôm nay cô lên chương trình nè. Thì lỡ mà có anh nào mà cỡ 50 đổ lại thích với cô thì sao? Cô đồng ý không? 65 đổ lại vì cô cũng lớn tuổi rồi chứ 50 nhỏ lắm. Họ nhỏ. Họ nhỏ tuổi hơn mình. Thì người ta thương mình thật lòng. Không được luôn hả cô? 70 lộn lại 60 rồi. 70 vì đó. Vì cô à? Năm 64 năm nay cô cũng năm cô 5. Mới 60 mà. 64, sinh năm 64. À 64 thì nay 60 tuổi. Mà nếu mà khai thêm ấy. Không có. Bây giờ thế ví dụ như mà chú nào mà tầm 50 thích cô thì cô đồng ý không? Cô cứ 60 đổ lên 70 là được. Sau 70 đấy. Bây giờ cô đến đây là con cháu mình có biết không? Ừ. Con mình biết không? Cháu đấy, có cháu đi đấy. À, cháu ruột đi theo luôn hả? Ừ, ngoài. Cháu nội hay cháu ngoại? Cháu ruột. Đó, chạy xe đó, chạy chiếc ô tô đó. Cháu chở ô tô đi luôn, trời ơi, quá đã luôn. Thế thì nói chung là con cháu đồng ý hết. Thì mình tự mình nhá, con đồng ý thôi chứ. Cháu đồng ý thôi chứ. Vậy là tốt mình, hắn có vợ chồng nó. Thế thì con hỏi thật cô nhá, trong những năm về trước á, thì tại sao cô không nghĩ để tìm hạnh phúc mà năm nay cô lại quyết định đi tìm? Thì giờ mình thấy nó có gia đình nó rồi, bình giờ mình một mình. Khi ốm đau đâu ai lo, họ lo cũng không, hắn lo cũng không bằng mừng. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Người bên cạnh. Thế cô thấy mấy cô chú mà lên chương trình của tụi con mà tìm được người hạnh phúc, cô thấy là sao? Cảm giác như sao? Thì mừng. Mừng. Vui cho họ mà có ngại không? Thì mình đang đi làm từ thiện nên là mình cũng giúp họ chăm sóc họ thôi. Thế mình nhỏ tuổi hơn họ tí thì mình chăm họ, sóc họ đấy. Đấy. Ý là mình có ngại khi mình lên chương trình không? Không, cũng bình thường mà. Ừ. Quá đã luôn. Chứ là, ý là người kia đang điện thoại dục nên là cô đang tắt nguồn đấy đó. Ồ, mình không có ngại cho cô về. Dạ. À, cô đi từ sáng giờ ha? Đi từ mấy giờ cơ? 8 giờ mấy. Chạy. Đi vào cái đường khó ghê. Mình chạy ô tô từ đó xuống đây chắc cỡ 1 tiếng rưỡi ạ. Đường khó lắm, đi đường khó ghê á. Đường Rồi, hôm nay cô lên chương trình cô chia sẻ hết cái tâm tư nguyện vọng của mình này, cô thấy vui chưa? Mình... cười lên đây, cười tươi đi, đó cho mấy chú thấy. Đây cô xin nha, về gửi cho bà uống cho. Từ từ đã, cô về tí. Rồi, để kết thúc chương trình nha. Uống hết là cô gửi. Dạ. Gửi lên cho cô ha. Khi nào uống hết thì báo cho con để con lấy địa chỉ con gửi về tận nhà cho. Không địa chỉ trong phòng chờ. Rồi không cần phải lên đây cô nhá. Trong vỏ chai này nó cũng có địa chỉ. Cô chỉ cần alo đặt hàng là con sẽ gửi tận nhà, shipper đưa đến tận nhà mình luôn nhá. Rồi, thì uống tốt thì giới thiệu cho con tại vì có nhiều người người ta không biết. Gần bệnh viện tỉnh.
Rồi. Cách bệnh viện tính có ít à? Có nhiều cô chú không biết nên là đau nhức rất là tội. Ừ. Mình biết mình uống mình hợp là tốt rồi. Thì mình giới thiệu cho các người khác là chuyên về đau nhức xương khớp, tê nhức chân tay, mất ngủ. Đó. Ổn định huyết áp rất là hay cô nhá. Bên con đã bán rất nhiều và nhiều người sử dụng đã hiệu quả rồi. Wow. Thì hy vọng là các cô chú anh chị mà xem được, ai đang có nhu cầu thì liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình. Và ai đã dùng hiệu quả tốt rồi thì giới thiệu cho những người khác biết để họ uống. Có nhiều người họ không biết, đau nhức thì tội nghiệp. À. Rồi hôm nay cô lên đây thì cô có vui chưa? Vui ạ. Hôm nay cô có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của cô để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, cô đồng ý không? Được. Rồi cảm ơn cô nhé. Rồi xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay. Rồi đừng quên để lại những lời bình luận góp ý. Rồi bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Rồi xin chào cô. Điện thoại cô hả? Chào cô đó. Rồi chào cô nha. Ừ, chào các cháu nha. Gửi cho cô hai chai nữa nhá. Gửi cho cô hai chai nữa. Rồi thế cô uống từ bữa giờ nó bớt chưa? Đó, giảm thì cô bảo lấy tiếp thì để xem. Dạ, thế thì cô uống được mấy ngày thì nó giảm? Uống được hết một chai. Hết một chai là nó giảm rồi. Thì trước khi mà cô uống thì tình trạng bệnh của cô như thế nào? Cổ đầu lắm. Đầu dã man. Đầu chỗ nào cô? Đầu lưng thoái hóa cổ thông lưng. Chân, tay, ok. Dạ. Yeah. Ừ. Uống xong rồi thấy nó bớt hả cô? Bớt thì cô mới gọi lại để tiếp hai chai nữa. Dạ, yeah. 10 phần thì cô cảm giác nó bớt được mấy phần rồi? Được 2 phần. 2 phần là tốt rồi đó. Thì cô uống rồi bây giờ cảm giác nó như thế nào, ở mấy chỗ đau đó bây giờ nó làm sao? Nó thì nó chỉ có bớt đỡ đau, thì cô chỉ biết đỡ đau thôi chứ còn còn cảm giác gì hẳn đâu. Nó êm hơn đúng không cô? Nó êm thôi, nó đỡ rứt thì cũng nó dễ. Tại vì là cái liệu trình của nó là cô mới uống 2 chai thì uống bớt 1 chai mà nó như vậy là nó cũng hợp thuốc là nó khá là tốt rồi đó cô ạ. Cái này tại vì nó thiên nhiên nên mình phải uống thêm, cô nhá. Được rồi, nếu bớt cô uống hàng chục chai cứ. Rồi, đúng rồi, quan trọng là nó khỏi, cô nhá. Vậy là tốt rồi đó, hợp thuốc ạ. Con sẽ gửi cho cô thêm 2 chai nữa nhá. Có biết số điện của cô chưa? Có địa chỉ trong máy, con có lưu thông tin của cô rồi, cô yên tâm. Rồi, tranh thôn nhá. Dạ rồi, cô mà uống tốt thì cô giới thiệu cho con nhá, giới thiệu cho mấy người người ta uống cho người ta khỏi nhá, để đau tội nghiệp. Ở đây nắm người đau lắm, người ta bảo mày cứ uống đỡ thì giờ về mách chúng tao. Dạ, rồi. Không... để uống mấy chai nữa mà nó đỡ thì các bà ăn mua. Rồi, rồi, cô bớt vậy là tốt rồi đó, mới có một chai uống được 2-3 phần là tốt rồi đó. Rồi nhá. Rồi, con cảm ơn cô, con chào cô nhá. Rồi, chào. Dạ.